giới thiệu với các bạn. Đây là dòng xe nâng dầu 3,5 tấn hiệu Maxi. Xe được sản xuất tại Trung Quốc nhé, nhưng thương hiệu là của Mỹ, rất nổi tiếng. Xe có cấu hình rất là những góc quay chặt theo trong công xưởng có thể xử lý được. Được thiết kế xi lanh trong, tất cả hệ thống thủy lực là của hãng TCM. Nhưng phần ghế là của hãng Toyota. Lọc trang bị thêm bộ lọc thô nữa, lọc thô xong đến lọc tinh, đây lọc thô rồi. Con này trang bị động cơ Mitsubishi S4S. Acu khô không cần bảo dưỡng nữa. Phanh tay, cấp biển số, con này số tự động như là này, đây là đèn, xi nhan,